Trước khi vào trong công ty, thầy đã đứng lại để nhìn bà con một lúc. Thực sự khoảnh khắc ấy đã chạm tới trái tim nhiều con người. Thầy nhẹ nhàng, từ bi và rạng rỡ, ánh mắt trầm lặng nhìn vào mọi người đang đứng đợi thầy gần công ty. Ông Thích Minh Tuệ phá đạo, nghe nè mọi người. Dạ, mọi người cứ lên cúng dường Tam Bảo, lên các chùa rồi mình cúng dường Phật Pháp Tăng ở cái chỗ mà kim thân của Phật ấy, rồi mình ước nguyện lên là cúng dường Tam Bảo. Còn các vị như thế nào thì đừng có quan tâm đến họ sai trái cái chuyện gì hết á. Mình lên đó là mình có phước rồi, cho công đức cho Tam Bảo tùy theo cái khả năng của mình. Là cái gieo duyên đó là để mình xả bỏ cái tâm của mình tham lam bọn chén, chứ mà mình đừng có mong rằng lên cũng do ông này là được phước hay được cái gì hết á. Mình đừng có ngon, mình nguyện cho là trời. Tính ra thầy Thích Minh Tuệ á cũng kêu gọi Phật tử đi chùa bình thường luôn, không có đụng chạm tới ngôi chùa nào, cũng không có đụng chạm tới vị sư nào luôn. Vậy mà nhiều người lên bảo thầy Minh Tuệ phá đạo, công kích thầy này thầy kia. Có mọi người, trời ơi, tại sao mọi người lại vu khống một người như vậy, đúng không? Chúng ta làm gì, chúng ta học thầy Minh Tuệ rồi, chúng ta hoan hỷ với mọi người đi, cho dù họ có không vu khống công kích có làm gì thầy đi nữa, chúng ta vẫn chúc họ bình an và hạnh phúc nha mọi người. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và chúng ta cũng thường xuyên đi chùa và chúng ta cúng dường Tam Bảo nha, cũng nghe thầy nói chưa, nói gì nói chúng ta vẫn tôn trọng thầy Thích Minh Tuệ, đúng không cả nhà? Di Đà Phật ạ. Tôi cũng có xem một clip một vị cao tăng ở bên Trung Quốc có một bài thuyết giảng về sư Minh Tuệ, tôi nghe rất là hay. Tôi nghe bài thuyết giảng đó nói rằng đây là một người đang học tập theo hạnh Đầu Đà rất khó, chọn con đường đó là do tùy mỗi người, duyên của mỗi người. Nếu không có căn cơ thì cũng không có nên chọn con đường tu hành Đầu Đà, vì rất là cực khổ, nhiều khi mình không có làm được. Không phải ai làm được, mình cũng làm, nhiều khi mình cố gắng mình làm mình lại thiệt hại những tư duy bản thân. Nhưng mà vị cao tăng ở bên Trung Quốc giảng về sư Minh Tuệ nói rằng là theo những gì nhận xét của vị cao tăng đó, sư Minh Tuệ hồi đủ những căn cơ để tu hành Đầu Đà, và nói rằng là rất là kính phục sư Minh Tuệ. Trong bao nhiêu triệu người, trăm triệu có thể tỷ người, thì may ra có một người có hồi đủ căn cơ đó. Tôi nghĩ đúng, cả bao nhiêu người mới có một người hồi đủ căn cơ về sức khỏe, về nhận thức, về sự kiên trì, về đủ thứ hết mới làm được. Còn người bình thường á, nếu không hồi đủ căn cơ thì mình cố gắng được phần nào hay phần đó. Tại vì 13 hạnh Đầu Đà đó, 13 hạnh cơ mà, mình chọn hạnh nào thì mình chọn. 13 hạnh có hạnh y phấn tảo, có hạnh không tắm rửa. Cái hạnh mà không tắm rửa là tôi sợ lắm, thì nó không có tôi là không bao giờ. Tôi một ngày là phải 2-3 lần cho chắc ăn, chứ không người nó hôi thối chịu nổi. Còn có những người như sư Minh Tuệ, họ không tắm rửa, nhưng mà tại vì trong tâm tư cái gì đó lòng của họ tốt, vẫn tiếc ra những mùi thơm lạ thế. Các thánh bên Thiên Chúa Giáo cũng có những người mà không tắm rửa mà tiếc ra mùi thơm lạ lắm. Và có những vị thánh đã qua đời á, rồi chung cất á, không bao giờ hôi thối. Nghe ở tại Paris, ai mà tới cũng thấy rằng là có những vị thánh nhìn giống tươi như là còn đang sống vậy đó, mà không có hôi thối, không có mục nát, không có rửa nát ra như thế. Ở bên Ý cũng có những vị như vậy. Đó là mỗi một tôn giáo họ có những người như thế. Bên Phật giáo cũng thế. Hội đủ căn cơ thì chúng ta là người thường, không làm được, thấy ai làm được mình hỗ trợ thôi, hoặc là mình kính ngưỡng, không có phá đám. Đó là quan niệm của tôi. Thấy ai tu được mình không có phá đám. Thì hôm qua tôi có nghe một bài thuyết giảng của một vị cao tăng bên Trung Quốc đó. Giảng rất nhiều người nghe và đưa lên trên TikTok luôn, đưa lên YouTube, nghe rất là hay và rất là xúc động. Tôi nghĩ nhận xét của vị cao tăng đó rất là tuyệt vời. Nên là gia đình sư Minh Tuệ, hoặc là chính sư Minh Tuệ đi, có gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng, yêu cầu đừng có đưa hình ảnh gây xáo trộn. Thì tôi nghĩ đó là ý thức của một công dân là đúng, hoàn toàn đúng, phản ảnh nội dung như vậy là đúng. Và chúng ta cũng mong rằng sư Minh Tuệ tu thành công, vì hiện nay sư Minh Tuệ cũng đang tu thôi. Chính sư Minh Tuệ từng nói rồi, con đang tu tập theo hạnh Đầu Đà, học hành thôi, chứ không phải là gì hết. Hãy để cho sư tu. Còn nếu chúng ta ngưỡng mộ, lâu lâu thì có dịp thì chúng ta đảnh lễ, từ xa cũng được đảnh lễ, hoặc là thấy được, tới nơi được thì tốt. Nhưng ồn ào thì không nên. Vì sao? Vì chúng ta có một, đối với tôi nha, còn ai thì không biết nha, đối với tôi như một viên kim cương của đất nước. Và tôi cho rằng Phật giáo Việt Nam có một viên kim cương tuyệt vời. Đương nhiên có nhiều vị
là những viên kim cương nữa, nhưng mà một viên kim cương đang tỏa sáng, tức là viên kim cương sư Minh Tuệ. Dầu rằng sư Minh Tuệ không nằm trong hệ thống Phật giáo Việt Nam, hệ thống là khác, nhưng là một Phật tử, thì Phật tử có thể ở trong hoặc ở ngoài, thì tôi cho rằng đây là một viên kim cương tỏa sáng tuyệt vời, và những vị cao tăng ở bên Trung Quốc cũng nhìn ra và khen ngợi, thì đó là phúc đức của người Việt Nam, phúc đức của người Việt Nam. Tôi rất thích. Còn những ai không thích kiểu tu của sư Minh Tuệ, đó là quyền tự do suy luận. Và nam YouTuber này đã chế 6 cái chữ ở phía sau đó, là coi như là độc lập, tự do, hạnh phúc, thì đã chế, đã thay đổi đó. Và cụ thể như thế nào thì tôi cũng không nói lên đây, tại vì tôi tránh những cái vấn đề có cái sự nhầm lẫn. Nhưng mà cụ thể là tên này đã chế 6 cái chữ ở phía sau, thì rõ ràng những cái quy định của pháp luật về những cái như là quốc kỳ, quốc ca và 4 chữ vàng tổ quốc ghi công, cũng như là quốc ngữ của đất nước Việt Nam, được pháp luật quy định cấm, nghiêm cấm những ai chế chế thì đồng nghĩa với cái việc là cá nhân đó đã xúc phạm đó, thì sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật đó. Thì nếu mà muốn biết cái khung hình phạt xử lý về những cái vấn đề đó thì mọi người cũng biết rồi. Trước đó thì có một nữ hoa hậu thì cũng đã là coi như trong một cái sóng live stream thì cũng đã lên chế cái lời quốc ca. Mọi người thấy là chế chỉ có là coi như là một từ thôi là cũng đã vi phạm rồi, chỉ cần một từ đã vi phạm rồi mọi người. Thì mọi người biết rất là rõ ràng, pháp luật đã quy định rất là cụ thể, quốc kỳ, quốc ca, rồi quốc ngữ đó, đó là coi như là di sản của cả một dân tộc, đó là một niềm tự hào của cả một dân tộc. Không ai, không một cá nhân nào có quyền chế lời hoặc là xúc phạm quốc kỳ, quốc ca, đều là vi phạm pháp luật cả đó. Thì phải rồi nói rằng mình là một công dân của đất nước Việt Nam đó, là mình phải biết ơn, nhớ ơn tới ông cha ta ngày xưa đã đổ biết bao xương máu để mà giữ gìn đất nước, để cho chúng ta có cái nền hòa bình và một cái cuộc sống phát triển, rất phát triển đó, dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đó. Và mình đã là một công dân Việt Nam, là mình sống, là mình phải nhớ ơn. Khi mà nhắc tới những cái chữ vàng như là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, là mình phải nhớ ơn tới thứ nhất là Bác Hồ đó, và tất cả các anh hùng đó, các anh hùng dân tộc, những liệt sĩ, ông cha ta ngày xưa, những người đã có công đó, có công để mà bảo vệ đất nước, gìn giữ đất nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, là chúng ta phải biết ơn. Khi mà nhắc tới những cái chữ vàng đó thì chúng ta đó là một cái niềm tự hào, đó là linh hồn của cả một dân tộc luôn. Đó, cho nên là coi như là cá nhân của nam YouTuber Đinh Hoàng Nhân này đó, đã có cái hành vi vi phạm pháp luật đó, đã chế cái quốc ngữ đó, một chữ thôi cũng đã vi phạm rồi, đằng này tới 6 cái từ. Thì phải nói rằng đây là một cái hành vi cần phải được lên án đó, và cũng kính mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm nam YouTuber này, để mà coi như là răn đe à, tránh những cái trường hợp xảy ra tương tự như thế. Trước đó thì cũng đã xử lý một cái cô hoa hậu rồi à, cô hoa hậu đã chế cái lời bài hát quốc ca đó cả nhà, cũng đã xử lý rất là nghiêm à. Thì phải nói rõ ràng thì mọi người cũng biết là nam YouTuber này với cái lượt theo dõi khá là nhiều và cũng có một cái tầm ảnh hưởng ở trên đây, không gian mạng đây. Những cái lượt live stream và những cái video clip của tên này thì có tới là vài ngàn người theo dõi, và cái mức độ nó lan rất là nhanh anh chị, cho nên là cần phải nghiêm trị đó. Mình đã sống trong cái đất nước Việt Nam này là mình phải tuân thủ pháp luật, không ai có quyền tự cho mình là coi như là một cái người để mà phán xét người này, phán xét người kia, đúng không? Ai đúng ai sai thì mình có bằng chứng thì mình cứ việc, tại vì pháp luật quy định rõ ràng, đúng không? Tất cả chúng ta mỗi công dân Việt Nam có quyền tố giác tội phạm. Khi mà mình đã có đầy đủ bằng chứng thì mình nộp lên mình tố,
Đúng cả nhà, chứ mà tôi thấy những cái phát ngôn của tên này thì mọi người thấy rằng là trước đây thì tên này là cũng đã từng ca tụng ca tụng thầy đó, và sau này thì coi như là lên phản biện đó, lên phản biện và có những cái vấn đề chưa được kiểm chứng, những cái thông tin chưa được kiểm chứng và chỉ nói theo cảm tính, không đủ cơ sở, và mang cái tính chất gọi là coi như là quy chụp người khác, không đủ cơ sở và chỉ là lên là để mà câu view câu like, cái đó là không cho phép. Những cái hành vi đó là hành vi sai trái, không cho phép. Tôi cực kỳ tôi lên án. Mọi người thấy thời gian gần đây xảy ra rất nhiều những cái ồn ào đấu tố qua lại trên mạng xã hội, và mình và mọi người thấy có nhiều trường hợp đã bị xử lý. Vừa rồi thì coi như là Bộ Công an cũng đã là coi như là ra cái thông báo là những cá nhân ở trên mạng xã hội, nhất là trên không gian mạng, là coi như là xuyên tạc và quy chụp hoặc là vu khống đó, đưa thông tin sai sự thật, tin giả, là có thể xử lý hình sự. Nhẹ thì phạt hành chính, nhưng mà nặng thì có thể xử lý hình sự. Tôi nghe cái thông tin là nói là đang đề xuất đó. Cho nên là mấy anh chị là nên lưu ý, nhất là mình bình luận và mình tương tác trên mạng xã hội đó, là mình nên cẩn thận. Người ta nói là coi như là bút sai gà chết, cái lời nói không rút lại được, lên trên mạng nói thì sao mà rút lại được, con ếch nó chết gì cái miệng, đúng không? Mình chỉ cần lên mình nói, mình sai một từ một chữ thôi là cái câu chuyện nó đã đi xa rồi, cái nội dung nó đã khác rồi. Ở ngoài thì mình có thể mình nói chuyện thì mình có thể là coi như rút lại, có thể là coi như mình xin lỗi hay là gì đó, nhưng mà có những cái vấn đề cụ thể như là cái nam YouTuber này thì tôi nói thật sự bây giờ không có nào xin lỗi. Chế cái gì không chế, đúng không? Có những cái bài hát của những cá nhân, của những tác giả, nhạc sĩ đó, đó thì có thể nha, tôi nói có thể chế nếu mà có cái sự đồng ý của cái chủ cái bài hát đó, đúng không? Nếu có sự đồng ý người khác, còn nếu mà không đồng ý là mình tự động mình chế, là coi như nếu mà chủ sở hữu của cái tác phẩm đó kiện mình là mình vẫn phải chấp hành cái mức phạt theo quy định pháp luật. Còn cái vấn đề mà chế về những cái vấn đề mà nêu trên đó, mình vừa nêu đó, là cái vấn đề là coi như là vi phạm pháp luật đó. Tại vì pháp luật quy định rất là cụ thể đó. Pháp luật rất là quy định cụ thể từng khung hình phạt, từng khung hình phạt hết. Mà tôi cũng không hiểu là cái khứa này đó, có phải là luật sư gì không, mà tôi thấy là cái hình đại diện là khứa mặt, cái trang phục là của bên bộ đội, nó xe ôm. Cái trang phục đó như là bên là coi như là bên lễ tang á, lễ tang mà cho các gọi là, tôi cũng không có gành thì tôi nói là cái trang phục đó là trang phục bên là bộ đội, cái trang phục trắng á, trang phục lễ mà giống như lễ tiêu binh á, cái kiểu vậy á. Thì tôi cũng không biết là coi như là tên này là có phải là luật sư hay không, nhưng mà tôi nghe đồn nói là luật sư gì đó, tên này là cũng nói là luật sư gì đó. Mà tôi thắc mắc một điều như thế này, tại sao mà luật sư là mà không hiểu luật? Tôi đang nghi ngờ nè, tại vì cái người luật sư là người ta rất hiểu luật, khi mà phát ngôn trên mạng xã hội á là coi như là không có ai mà luật sư mà làm như thế. Những cái người luật sư không có ai mà làm như thế cả nhà, tại vì luật sư là người ta chỉ là phản biện trên tòa, hoặc là người ta chia sẻ những cái kiến thức pháp luật online để mà phổ biến cái kiến thức pháp luật online, có thể là kênh YouTube. Nhưng mà mọi người biết là luật sư người ta bận bịu lắm, người ta cứ đi tòa và người ta bào chữa cho thân chủ, chứ đâu có ai mà rảnh mà cứ lên YouTube mà nói chuyện là coi như là lên clip tối ngày đâu cả nhà. Nào là live stream rồi ra video một ngày không biết bao nhiêu clip. Thì bây giờ tôi cũng đang đặt ra cái câu hỏi là cái khứa này có phải là luật sư hay không. Còn có nghe một cái thông tin đồn á, tôi có nghe một cái thông tin đồn mà nói là tới một nơi nào đó rồi bắt đầu phát ngôn linh tinh, người ta không cho quay, rồi người ta là coi như đuổi ra, thì cái đó tôi không quan tâm, cái chuyện đó tôi không quan tâm đó. Nhưng mà tôi trong cái video này tôi lên án cái nam YouTuber này là đã có cái hành vi là chế cái quốc ngữ đó, tôi lên án hành vi này nha.
đó, và không thể nào mà chấp nhận được, cái gì có thể tha thứ được. Nhưng mà cái này thì chắc chắn rằng thì tôi cũng kính mong là coi như là cơ quan chức năng để mà xử lý. Chắc chắn là những cái video clip này đã lưu rồi, bây giờ là trên mạng là đã có rồi. Trước đó thì cũng vậy đó, mọi người thấy là có những cái video clip á, những cái luồng livestream á mà coi như là vi phạm đó, là coi như là đã được mọi người lưu lại, tự động lưu lại và người ta gửi thẳng cho cơ quan chức năng. Đó thì không sớm thì muộn, đúng không? Không muộn thì sớm thôi. Đó thì chắc chắn rằng nam YouTuber này sẽ trả giá đối với những cái vấn đề mà mình gây ra. Rồi thì qua cái video này cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, lúc nào cũng hạnh phúc trong cuộc sống ha. Làm ăn phát tài phát lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.